Ngày 20 tháng 2, tại Công viên Văn hóa Đống Đa, Ban chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Ban chỉ huy quân sự quận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội quận Đống Đa tổ chức gặp mặt, giao lưu thanh niên lên đường nhập ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. Tiếp nối truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 107 thanh niên của quận Đống Đa đã hăng hái, xung phong, tình nguyện lên đường nhập ngũ sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Đây là những thanh niên tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên quận Đống Đa muốn mang trí tuệ, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để xây dựng và sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những thanh niên tiêu biểu sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay xin hứa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung sẽ tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ quyền xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, không ngừng phấn đấu tu dưỡng về mọi mặt, ra sức học tập rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tại chương trình giao lưu vinh quang người chiến sĩ, các đại biểu cựu chiến binh, đơn vị nhận quân, chiến sĩ xuất ngũ năm 2024, thanh niên nhập ngũ năm 2024 đã có những chia sẻ, khích lệ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự phấn khởi lên đường thực hiện tốt nhiệm vụ. Chia sẻ với các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Cường cho rằng, tính kỷ luật trong quân đội là tiên quyết, các tân binh cần nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em đã chuẩn bị cho mình một cái tinh thần là sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách trong môi trường quân đội. Và những cái ngày vừa rồi thì những cái ngày còn lại ở nhà thì em đã tự thưởng cho mình những cái ngày thật sự thoải mái và thư giãn. Và đảm bảo được đến mình một cái sức khỏe, một cái thể lực, thể trạng thật là tốt để thực hiện được những cái nhiệm vụ mà được giao ở đơn vị. Tại chương trình, quận Đống Đa cũng tổ chức khen thưởng các thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2024. Những thanh niên lên đường nhập ngũ đều bảo đảm các điều kiện về tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe. Hiện nay ta có 107 thanh niên được nhận lệnh và gọi lên đường để nhập ngũ, đạt tỷ lệ 102% so với chỉ tiêu thành phố giao. Trong đó có 76 đồng chí có trình độ đại học cao đẳng và trung cấp, 50 thanh niên tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ và có 58 đồng chí tham gia bồi dưỡng nước đối tượng hải đảng và một số đồng chí đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong không khí đầm ấm, xúc động, vui vẻ, quyết tâm lên đường nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, các tân binh đã hứa trước toàn thể lãnh đạo Đảng, chính quyền cũng như gia đình sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh, làm rạng rỡ quận Đống Đa trong thời bình.